We will take down those at the top. Onslaught! A thousand blades! Hay là bắt buộc phải đánh Zôn. Em lại ban để đánh con Zôn mất rồi. Thằng Zôn à. Thì mẹ nó chửi mình thằng à, vậy cái thằng số 1 này nói chuyện đúng vô duyên. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Anh chứ chỉ láo vô cùng quyết. Mà nó bảo thằng L là đang đánh đấy, đang nói đấy cày. Nó cày. Mà tôi cũng phải phục ra cái anh công an ở đây. Con nào cũng được à? Ok anh ơi. Thế là làm trận hai tè nhỉ. Hà là té. Ôi trời ơi, anh Hùng Lâm ơi, em xin đây, anh đừng bắt em đánh con booster nữa, con booster. Trời ơi. Nghe giang hồ đồn gấu cầm Van Heltop không có đối đủ hủ anh ơi, em cầm con Van Heltop. Cái loại cái giáo án Van Heltop full tanh của em nó gặp gọi là ông cụ tổ anh ạ. Nghe chuyện nói đâu. 18 đâu mà 18. 14. À thằng chết lại thổi phòng lại, Cần một support chân chính đánh kiểu mạnh dạn, anh em chơi kiểu khô máu. Thằng nào support đây? Victor à? Khô máu em ơi, xuống đây anh em khô máu em ơi. À, chơi game với gấu mà đánh khô máu lắm. Đánh không nể nàng bố con thằng nào hết. Chưa hết. Ờ, Con hẻm này. Má à, đúng ghét luôn đấy. Đi con mẹ, vô lý. Con hẻm này. Làm phát chí mạng ghê. Bot đâu rồi? Thằng support của gấu đâu rồi? Trời ơi. Support mà xuống đây là xong game rồi đấy. À thằng trâu thế. Omega trâu thế. Ui. Má thằng Omega trâu thế. Mấy thằng này là có đang bật bích không nhỉ? Đang bật bích thì cứ để cho gấu farm lúc đầu lên khoảng 1-2 đồ để cho gấu để lẻ nha anh em. Ok, cảm ơn chị Lô Lương Phi, Tô Lương Phi nhá. Chúc gấu và cả team vô địch Alucy nhé. Ok, em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Đéo thằng top với thằng mid mình trên 2 mạng rồi kìa. 4 rồi kìa. Ôi. Chết kìa. Trời ơi, quá ghê gớm anh em ạ. Đang cậy lô mũi mà còn giết được thằng đắc cụt anh em. Thằng đắc cross anh em biết rồi đấy. Ngoáy lô mũi thôi mà chết một thằng ạ. Úi trời ơi. Chuyện đấy không có gì hài đúng không? Không có gì buồn cười mà tôi cũng cảm như thế. Tiếc là không giết được thằng đắc cross phát đấy để cho thằng support nó giết. Mình mà giết được phát đấy là ngon quá.
Omega đấy ở đâu rồi nhỉ? Ui, ông đắc cờ rốt. Ông đắc cờ rốt kìa. Đắc cờ rốt kìa. Không kịp đâu ông ơi, không kịp đâu. Tí nào anh em. Anh em thấy không? Không không này tí nào. Đổ đường đi quân đời. Nào bảo quân đời xuống dưới. Nào bảo quân đời xuống dưới được không anh em? Thôi không hết được đâu con trai. Tốc biến đi không? Đi tốc biến các kiểu ấy. Thể hiện bản thân đi bạn ơi. Ôi trời ơi. Ui, ông giáo ơi. Ông giáo giết tôi đi ông giáo ơi. Thằng mít để tham phát trưởng. Lúc nào cũng đòi KS, mình cứ đặt cái gì nó KS cái đấy. À, tránh xa tôi đi. Anh em mình hai đường hai lối đi đi. Tín lắm anh em ạ, à, nó tín lắm. Ui, tiếc thế. Tiếc thế, trời ơi. À, đánh ngày thế rồi, trời ơi. À, tí nữa A play được, nó lăn chia một lên phát đấy mình bắn chậm chậm rồi đấy, phát đấy mình bắn chia một trúng thằng Violet rồi đấy anh em ạ. Ô, vai. Ba thằng. Thằng đắc làm mình đúng giật mình luôn đấy.
luôn. Ham lam. Đéo làm gì được. Công anh em ơi, ở trong showbiz toàn thi công á. Dòng anh em ơi, dòng anh em ơi. Vào quả góc, vào góc ulti kìa mọi người ơi. À, gấu vào góc quả ulti kìa. Trời ơi, gấu vào góc quả ulti kìa anh em kìa. Thế mình không thể ngờ được mình có thể căn được những cái góc nó gọi là đỉnh chóp. What? Đỉnh chóp như thế anh em ạ. À.